Sau nhạc xin chào tất cả các bác. Em tiếp tục lên sóng phục vụ các bác một con máy lọc khí Panasonic. Cái con này thì nó là cái mẫu mã đẹp nhất trong cái dòng máy 50 của Pana. Thiết kế rất nhỏ gọn, mặt dâng cánh vẫy đẹp. Có mã máy là FVXH50B2. Một con máy thiết kế nhỏ gọn, dùng cho phòng ngủ rất hợp lý. Phù hợp cho các bác dùng cho phòng khoảng 30m² đổ lại. Đấy. Mọi chức năng hoạt động ok ngon lành, đầy đủ, sản xuất 2012, 43W, trên đường máy 8234. Công nghệ cảm biến ánh sáng đầy đủ này, đây những bàn phun nó đủ các bác nhé. Đấy. Lọc khí bù ẩm các kiểu khóa trẻ em, Econavi tiết kiệm điện. Đấy. Con này thì cái màng heparin của nó thì vẫn còn khá là được. Đấy. Bác nào không thích màng zin thì em thay nhé, bảo em thay vẫn giá như vậy thôi. Đây. Con này trắng, than hoạt tính dày. Đây. Giá bán máy này thì vẫn như thường lệ thôi là 2,2 triệu, bảo hành 1 năm, chi phí vận chuyển. Đây. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác lôi nhé. Nếu các bác mà không thích cái màng HEPA zin đấy thì các bác bảo em thay màng mới nhé. Giá vẫn 2,2 triệu thôi, màng đấy em sẽ lắp cho máy khác. Chào các bác.